Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào động tác số 1 của bài số 3 là động tác tĩnh. Với động tác này thì chúng ta sẽ lưu ý khi đứng, hai bàn chân của chúng ta sẽ song song với nhau để cho trọng lực của cơ thể được phân bổ đều khắp cơ thể. Vì khi chúng ta đứng chân hình chữ V thì trọng lực sẽ bị đổ về phía đầu gối. Rồi, với động tác số 1 của bài số 3 này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hít vào một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, sau đó đấm cái hậu môn phình bụng gập ra sau, đánh hai tay ra, và đưa tay lên hạ tay xuống thì mới bắt đầu thở ra. Và chúng ta bắt đầu nha. Một, hít một hơi thật sâu, đấm cái hậu môn phình bụng, đưa hai tay ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả tay lên, hạ xuống và thở. 2, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cái hậu môn phình bụng gập ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay xuống và thở. 3, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cái hậu môn phình bụng gập ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay, thở. 4, hít một hơi thật sâu, đóng cái hậu môn phình bụng gập ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay xuống và thở. 5, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cái hậu môn phình bụng gập ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay, thở. 6, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cái hậu môn phình bụng gập ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay xuống và thở. 7, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cái hậu môn phình bụng gập xuống giữa hai chân, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay, thở. 8, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập hai tay ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay, thở. 9, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng, đưa hai tay ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay xuống, thở. 10, hít một hơi thật sâu, đóng cái hậu môn phình bụng gập ra sau, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, trả thẳng tay lên, hạ tay, thở. Rồi bây giờ chúng ta vừa tập xong động tác của bài số 1, rồi bây giờ chúng ta nghỉ một chơi một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập động tác số 2 của bài số 3, động tác động. Với động tác này chúng ta sẽ thực hiện như sau.
Đầu tiên chúng ta sẽ hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng, trả hai tay ra sau, trả lên, gặp đá hai tay ra sau, trả lên, trả hai tay ra sau, trả lên, hạ tay và chúng ta mới bắt đầu thở ra để đẩy hết khí ra ngoài. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nha. 1. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gặp ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 2. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gặp ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, hạ tay và thở. 3. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập xuống, đưa hai tay ra sau, trả lên, gập xuống, trả lên, gập xuống, trả lên, hạ tay, thở. 4. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 5. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 6. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 7. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 8. Hít hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 9. Hít hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, gập ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 10. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gặp ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, gặp ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 11. Chúng ta vừa hoàn thành xong động tác số 2 của bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua động tác số 3 của bài số 3, động tác hoàn nguyên. Với động tác này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ hít vào một hơi thật sâu và đưa hai tay lên,
sau đó đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả tay lên, hạ tay và thở. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. 1. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 2. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 3. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 4. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 5. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 6. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả tay lên, hạ tay, thở. 7. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. 8. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả tay lên, hạ tay, thở. 9. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả tay lên, hạ tay, thở. 10. Hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên, đóng cơ hậu môn phình bụng gập ra sau, trả lên, hạ tay, thở. Rồi chúng ta vừa hoàn thành xong động tác số 3 của bài số 3, thì bây giờ chúng ta sẽ thư giãn.